Nghệ An công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 và trường chuyên Phan Bội Châu. Hôm nay, ngày 14 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm học 2020 đến 2021. Về cơ bản, cấu trúc đề thi đã giảm tải theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nói thêm về cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Nguyễn Tiến Dũng trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết Nội dung đề thi vào lớp 10 năm nay thuộc phạm vi nội dung chương trình trung học cơ sở, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong đó, không thi nội dung được hướng dẫn không dạy, không làm, đọc thêm. Tự học có hướng dẫn tại công văn số 5842-BGD-DTVB ngày 1 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Không thi nội dung được hướng dẫn không dạy, thực hiện, làm, khuyến khích tự học, đọc, làm, thực hiện. Tự học có hướng dẫn, đọc, làm, thực hiện. Đối với chương trình lớp 9 tại công văn số 1113 bgd dtgd ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung học kỳ 2, năm học 2019 đến 2020, riêng môn ngữ văn, ngoài những yêu cầu trên, không thi nội dung chương trình địa phương và văn học nước ngoài. Tuy nhiên, để đảm bảo phân loại học sinh đề thi sẽ có những câu phân hóa để có thể lựa chọn được những thí sinh đủ tiêu chuẩn vào các trường tốt đầu và làm căn cứ để tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh. Đề thi yêu cầu có độ 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Trong đó, mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm 50 đến 60% tổng số điểm, mức độ vận dụng và vận dụng cao chiếm 40 đến 50% tổng số điểm. Gây đề thi minh họa của trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm nay có thêm đề thi của môn tinh học dành cho những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên tinh học của trường thay vì chỉ thi môn toán học như những năm trước cấu trúc đề thi minh họa của các môn thi